Cháu Linh xin chào tất cả các bác anh chị nhé. Chào mừng tất cả các bác anh chị đã quay trở lại video tiếp theo trên kênh Thám Linh. Hôm nay thì cháu Linh tiếp tục quay trở lại khu vực Hấu Chua, đặc biệt là quay trở lại chỗ gia đình nhà bác Chứ đó các bác. Thì hôm nay thì cũng nghe thông tin rằng là chỗ nhà bác Chứ là nó bị lở cái móng đằng sau các bác. Thì hôm trước cháu Linh lên thì cũng không để ý gia đình là cũng kè phía đằng sau, nhưng mà là lại mình cứ nghĩ là họ kè bằng xi măng ở phía đằng sau rồi thì cứ không hỏi. Nhưng mà về sau là mình biết được rằng là gia đình là chỉ kè đè vào những cái hàng gạch kia thôi. Sau khi đè xong thì nó nặng quá các bác, thì nó bị đổ xuống. Và chào chú Linh chưa? Ngoan, chơi đâu nhở? Chơi đâu rồi? Không thấy à? Ui rồi, đổ hết ra đây rồi các bác. Chào bác Chứ nhá. Ui ôi, đổ hết hàng ngạch đấy luôn à. Xin chào vợ bác Sò nhá. Xin chào, đang rửa bát à? Cái này bây giờ phải kè bằng đá thì mới được bác Chứ ạ. Chào anh Xính nhá. Ui ôi, hỏng hết rồi các bác. Hôm nay có ai đến giúp không? Hay là họ đi chợ phiên hết rồi? Chợ phiên hết rồi. Đây tại vì là do nhà bác Chứ làm cái hàng gạch ấy, Linh lúc đầu cứ nghĩ là phía bên này là nó kè bằng đá hết rồi các bác, thì nó sẽ chắc. Nhưng mà nhà bác Chứ chỉ kè lên xong với cả đất ấy. Thì sau thời gian thì trời nó mưa ấy, thì nó nặng lại thì nó bắt đầu nó đổ dồn về phía bên đấy. Đó, phải kè bằng đá thì mới chắc chắn các bác. Nhà bác Chứ này làm cái ngôi nhà nó cũng khá vất vả các bác, mất rất là nhiều công. Mất nhiều công, mất nhiều tiền à? Hôm nay Xính à xuống hộ à? Đây này. Cái này cẩn thận đá này nó rơi xuống này Xính ạ. Cũng phải để ý các bác, nguy hiểm quá. Bây giờ chỉ còn... Ui cái này phải trộn tiếp. Rất... Đấy, cái đấy trộn tiếp. Cho nhiều quá. Thì đang kè lại bằng đá thì nó sẽ chắc chắn hơn các bác. Tại vì thường thường là ở vùng cao là bắt buộc phải kè bằng đá giống như ở chỗ nhà anh Xính các bác. Thì nó mới chắc được. Còn nếu mà mình kè bằng gạch ấy thì nó cũng không có một cái điểm tựa gì. Nó như bác Chứ thì làm này nó không có điểm tựa gì cả, thế nên là nó bị đổ dồn về phía bên này. Rất may là khi đổ đấy không có người. Lâu lắm rồi không gặp vợ bác Sò ấy, bác gái. Rồi mấy đứa chăm thật đấy. Cái này lấy chồng được đấy nhở? Úi dồi ôi, cái này ngã ngửa đây. Sắp lấy chồng chưa? Chưa. Chưa hay là có người yêu rồi? Hôm trước là mình hình như mình gặp ở đoạn nào nhỉ các bác nhỉ? Đấy, hình như em hay là em út này nhở? Là đi người yêu à? Đúng không? Hình như của em này. Hôm mình gặp ở chỗ gần chỗ Tìa Cô Si các bác. Chắc là đi học về á, đi cùng với cả người yêu. Mấy năm nữa là mình lại được ăn cưới rồi các bác. Đi xuống đây. Nên bây giờ là phải kè lại bằng cái này các bác. Kè lại nó mới chắc, còn lúc đầu bác xây gạch là cháu thấy đã không ổn rồi, cháu đã bảo bác rồi. Nó kè gạch nó... Tại vì nó đè nặng vào nhau ấy. Tưởng là lúc đầu là bác kè đá trước rồi xong bác mới lên hàng gạch sau. Hóa ra là bác cũng chưa lên, xong rồi bác lên thẳng gạch luôn. Sợ mất xi. Thế bây giờ bác thấy giờ bây giờ mình vừa mất công. Bác nó mơ gạch về
mưa gà về kẹp. Thế là hôm qua là đổ lúc mấy giờ? Tầm 2 giờ đấy. 2 giờ sáng á? 2 giờ chiều ấy. 2 giờ chiều đổ à? Hôm qua đổ chưa? Dạ. À. Hôm qua gọi là sáng thì về cai chó thì không gọi được. À. Thế là hôm qua đổ xong là lúc đấy có người đây không? Có ý. Hôm qua có người đánh rồi đấy. Thế là về đây là đổ cái? Có cái đá đấy phá xóa bỏ mấy... Bỏng mấy thằng người nó chảy bên kia. À. Nó chảy bên kia, nó chảy. Thế là lúc nó sắp đổ là mình cũng biết đúng không? Không, không biết. Không biết á? À, có mấy bác phụ nữ ở dưới này thấy nó nở ra ấy. Nứt dần cái gì? À. Nguy hiểm may không bị không trúng người các bác. Bây giờ phải kè bằng cái đá này thì nó mới chắc được. Để các bác xem là nó đổ ùm hết rồi xuống đây này. Sự làm một cái nhà nó khá là vất vả các bác. Cái gạch này giờ hết ra. Gạch thì nó không thể chịu được các bác, nó chỉ là lên gạch thôi chứ còn đá thì nó vẫn chất lượng hơn. Kè lại giống như nhà anh Xính, ở trên nhà anh Xính ấy thì nó mới chắc được. Không nên lực lượng này ít quá, mọi người là đi chợ phiên hết rồi. Không ai sang giúp được các bác. Này bao nhiêu đá rơi xuống hết. Đây gạch gia đình đã nhặt sang phía bên này rồi. Có thể tận dụng lại được ấy, gạch này vẫn có thể sử dụng được các bác. Này bao nhiêu gạch ở đây. Ôi gái buồn lắm rồi ấy. Mình thì cũng không biết nói nào các bác. Chỉ lên chia sẻ cho các bác biết rằng là nhà bác chứ đang gặp cái tình trạng là bị lở ra. Các bác thấy kiểu nó ăn no nước rồi xong là nó đè dồn đá với nhau vào. Cái này chỉ có kè bằng móng đá thì nó chắc thôi. Cái này tầm bao lâu thì mới kè được xong hết anh bác Xính? À, anh Xính. Cái này nếu mà anh kè cho phải kè 3 ngày. 3 ngày á? À? Như nhà anh Xính là trước kè cái móng kia mất bao lâu ấy nhỉ đúng không? Ủa từ từ nha, để em tránh ra không kịp bắn. Bắn hết quần áo. Cứ làm gì dày đi cho nó chắc. Nó ép từ trên xuống. Đá nó ép theo lượng đất xuống ấy. Nó bị đổ. Ai? Ông nào? Chứ gì bác chứ biết kè đá à? À, đi chợ Thượng Phùng đúng không? Chợ Trung Quốc à? Không gọi điện đi đến bảo hỗ trợ tí. À. Phải kè các bác, không kè là không được. Tại vì nếu mà không kè thì chỗ nhà này nó thấp lắm các bác. Đúng rồi. Bác gái bảo là hỏng hết bây giờ không biết làm gì. Hôm qua chắc là gia đình thấy nó đổ dồn cái xuống là may là nó còn đổ nhanh ấy các bác. Còn chỉ sợ là khi mình làm xong rồi nó mới bắt đầu đổ, lúc đấy mới vất bác chưa ạ. À. À, lấp xong hết rồi nó bị đổ cái gì?
Tại vì là lúc đầu là bác chủ quan cái đoạn tưởng là nó gạch nó không bị làm sao đâu. Nó ép vào nó nặng lắm. Lực lượng hơi ít các bác, có hai anh thanh niên lạ, hai bác chứ với cả anh xính làm thì chậm lắm. Bây giờ là phải chọn từng viên đá để nó vừa vào nó xếp được. Cẩn thận nhá. Ui. Bác Xính là không thấy đâu, nọ thấy nghe anh Xính bảo là bác Xính đi đâu rồi? Đi chứa mắt. Đi chứa mắt à? Sao chứa mắt? Hôm nọ giờ cứ bắt chứa được đá đây này, đấy đá bay vào mắt. À, đá bay vào mắt. Thế gọi điện bác chứa bảo bị làm sao? À, bác Xính thì đỡ chưa? Chưa, không được. Đến chưa đỡ. Đang ở đâu? Đang ở bệnh viện Hà Giang à? Ừ. À. Thế mai mình xuống thì qua xem bác Xính à. Chả thấy gọi điện không báo gì, không biết. Đá này được đấy. Vẫn phải đập à? Đá. Phải đập cho nó bằng đúng không? Phải căn đo đông đếm các bác để cho nó thật thẳng thì mới xếp được những tảng đá này. Như các bác thấy là cái chỗ nhà của anh Xính ấy, ở trên đỉnh Hấu Chua ấy, anh cũng kè rất là đẹp các bác, cũng là nhờ bác chứ đến kè giúp ấy. Mất bao nhiêu công sức hơn một tháng trời mới kè xong được cái móng đó. Hiện tại cái móng đấy cực bền luôn các bác. Vợ bác Sò là đang hỗ trợ ở phía bên kia. Bác Sò đi làm thuê, còn hỗ trợ là sang đây thì có vợ với cả các con sang giúp. Lấy luôn là tảng đấy giả hơn vớ nào. May đá này nó còn to. Tìm những viên nào đẹp làm trước ấy. Đấy. Hai người khiêng nhau. Đi cửa bên kia. Thế là hai em hôm nay là không đi chợ phiên à? À. Cứ ngại mình thôi các bác. Gặp suốt nhưng mà vẫn ngại. À, đại ca này đây rồi. Lâu quá không gặp. Chào chú Linh chưa? Chưa này. À. À, chưa biết học lớp mấy rồi hả? Chưa biết đây là ai không? Chú gì đây? Chú nào đây? Chú nào đây? Chú này tên là gì? Không hiểu á? Cẩn thận đi, cái quạt này cắt đầu ấy. Lớn nhanh đấy các bác. Cười. Đó, thực sự là hôm nay thì cũng biết được cái tin chỗ nhà bác chứ đây thì cũng bị lở cái phần tường đằng sau ấy các bác. Bây giờ thì gia đình cũng đang phải huy động bà con là chiều nay thì chắc khả năng sẽ sang để giúp đỡ các bác.
không là cái tiến độ làm nhà nó sẽ bị chậm đi. Đó, bây giờ thì cái lực lượng cũng khá ít. Và hôm nay thì cũng là ngày chủ nhật nữa nên là họ cũng là đi làm nương với cả đi chợ phiên hết rồi. Còn chỗ nhà bác Chứ thì các bác biết rằng là gia đình họ cũng phải là bán bò, bán dê, các thứ đi để có thể là đủ tiền để làm nhà các bác. Hiện tại thì trong chuồng cũng không còn một con bò gì để có thể có kinh tế rồi. Nói chung là gia đình đã dồn hết tất cả kinh tế để làm nhà rồi. Đó, mong rằng là sẽ có được cái ngôi nhà khang trang ở trên đỉnh Hố Chua. Cũng rất mong các bác xem và thông cảm ủng hộ đến gia đình nhà bác Chứ, một trong những gia đình hiện đại đi đầu ở khu vực Hố Chua để làm những ngôi nhà khang trang và to hơn, đẹp hơn. Đó, các bác thì thấy rằng cái móng bên này này, nhà bác Chứ đã phải phá từ dưới cái nền này đi lên đến tận trên kia. Đó, sau đó rồi xuống đây thì chắc khả năng hôm nọ nước mưa nó chảy xuống, nó ép vào đây thì nó nặng thì nó đè cái tường gạch kia nó bị đổ xuống. Còn bây giờ thì nếu mà làm bằng cái xếp cái hàng rào đá này thì nó sẽ kiên cố và nó chắc chắn hơn các bác. Nó cực kỳ chắc luôn, rất là khó đổ được. Cái hàng gạch này chỉ lên một tầng thôi đúng không? Xong tầng trên là bắt đầu lên gạch đúng không? Đúng rồi. Để nó đè lại mấy cái phía đằng sau này này. Như nhà bác cháu làm đều là xếp bằng đá hết. Xếp bằng đá thì nó mới chắc được. Với cả xếp dày ấy. Về lực lượng các chị em phụ nữ là kiêm hết các bác. Trên Hố Chua là các chị em phụ nữ là ai cũng biết làm hết các bác. Nói chung là công việc nào cũng đảm. Không ơi, đứng đấy, ôi chỗ này nguy hiểm phết đấy. Ý nữa là đổ xuống luôn. Chỗ này không dám đi gần đấy. Đúng rồi, chỗ này này nguy hiểm quá các bác. Đây lần này nó sắp rơi xuống dưới rồi. Đây của bà con đây, các bác thấy là họ cũng đan thêm những cái vải lanh rất là to này. Và đó họ sẽ mất rất nhiều công đoạn để có thể làm được những cái tấm vải lanh mà hôm nay các bác thấy là ra mang ra phía ngoài chợ phiên để bán đó. Thế này phải kè nhanh, không là nếu mà chiều nay mà mưa là khả năng là rất là ảnh hưởng đến khi nó bị sập xuống, lại mất công tiếp. Hôm nay thì cháu Linh cũng lên đây để có thể là quay lại một cái video ngắn chỗ nhà của bác Chứ để cho các bác biết rằng cái tình trạng là nó bị sập cái tường đằng sau. Cũng rất là buồn, chia buồn với gia đình nhà bác Chứ. Đây cái nhà cũ ở bên nhà bác Chứ bên này. Chắc khả năng là hôm nay thì cháu Linh cũng lên truyền tải một cái video ngắn để các bác có thể hình dung được rằng là cái nền nhà đằng sau chỗ nhà bác Chứ là nó đang hiện tại là nó đang bị lở xuống các bác. Do là nhà bác là Linh lúc đầu là cũng có nghĩ là bác là đã kè đá trước rồi, nhưng mà bác chưa kè, do là gia đình là cũng không biết hết các bác. Thế nên là gia đình cũng xây gạch lên thì nó nền nó rất là yếu, cái tường nó rất là yếu, sau đó là mưa xuống thì đất đá nó dồn xuống thì hôm qua nó đã bị đổ. Rất may là không ảnh hưởng về tính mạng con người các bác. Hôm nay thì nhà bác Chứ lại đang gọi với cả anh Xính trên đỉnh Hố Chua xuống để có thể là hỗ trợ là kè lại đá. Nếu mà kè đá này thì nó mới cực kỳ là kiên cố các bác. Mong rằng là gia đình nhà bác Chứ sẽ phải cố gắng thêm
Đấy, đoạn này này các bác xem này, cũng đang chuẩn bị lở xuống rồi. Đó. Thôi chắc là khả năng là cháu Linh cũng phải về để có thể là chuẩn bị quần áo với cả các thứ để có thể là tí nữa đón bé Si đi Hà Giang luôn. Nội chắc là khả năng là lại vất vả đưa anh xuống lần nữa. Để anh về thôi. Không, anh không ăn đâu. Không, không. Cháu đi luôn bác chứ ạ. Chỉ nói là hữu dụng một hữu dân nhỉ. Thôi, để hôm khác. Thôi vất vả đèo anh xuống tí. Thôi bác cứ mấy anh em cố làm nhá. Vâng, vâng. Thôi nói chung là... Ui, nhà ít khửa. Ủa như một chùa tổng tái. Ủa chùa là thế, ủa như một nhà bác bó nha. Bạn anh nhớ nè. Chị mơ nha. Cháu cháu xin xin im dím mà. Hảo một cháu mà chả. Bạn anh nhớ nè. Chị nói chị nói rồi. Đi về ô chứ. Oh no no. Đi về rồi. Đi và. Thôi, đi em ơi. Thôi, cố gắng bảo bố em cố gắng là gọi bà con hàng xóm đến giúp kè lại đi. Mất bao nhiêu công. Mất nhiều công phết đấy các bác. Tại vì là cái đoạn đấy là khi mà san nền thì nó cũng đã mất nhiều công rồi. Bây giờ là đấy, cái máy này mới đi hàn lại đúng không? Không, nó bị bung hết à? À. Đi hàn hết bao nhiêu tiền? Hết là 1,5 triệu. À, thì kém quá các bác. Bây giờ cháu Linh cũng chạy đi Hà Giang các bác. Chắc là video cháu Linh xin kết thúc tại đây nhé các bác nhé. Hẹn gặp lại tất cả các bác ở những video tiếp theo. Hôm nay là video ngắn. Cháu Linh chạy lên đây để có thể là xem cái tình hình nhà của bác chứ để có thể truyền tải cho các bác biết về gia đình đang gặp một chút trục trặc về cái vấn đề làm nhà đó các bác. Đó, xe đã phanh vẫn ăn đúng không? Bên này thì bà con trồng ngô ở bên đường nhiều nhỉ đúng không? Đường bên kia thì không thấy trồng ngô mấy. Đường bên kia thì họ toàn trồng rừng các kiểu. Trồng rừng thôi đúng không? Đúng không? Nên là nó không bị bẩn đấy. Bên này thì bà con trồng ngô các bác. Nên là đường nó hơi bẩn một chút sau khi là bà con mà thu hoạch ngô xong cái là dọn đường là nó sạch sẽ ngay. Thế nào thì mấy hôm trời này nắng rồi gọi bà con ra dọn đường đi thôi. Đúng rồi, tại vì là không, cứ chờ cho bà con thu hoạch ngô đi, không mấy nữa là bà con thu hoạch ngô xong lại làm bẩn hết đây, chờ nó một thể làm cho nó sạch. Thu hoạch ngô xong rồi còn dọn đường xong thì đường nó đẹp rồi. Đúng rồi. Nếu mọi người muốn nhu cầu mua đặc sản vùng cao thì mọi người có thể liên hệ qua kênh của cháu Thảo Mỹ Linh. Đây là bột Tam Thất Bắc đã được xay nhuyễn nhé các bác nhá. Mọi người mà muốn đặt hàng thì mọi người có thể liên hệ qua Mỹ Linh. Một hộp này là 500g, hai hộp là 1 cân nha các bác nha. Linh thì có cả câu kỳ tử nữa các bác. Nếu các bác muốn mua câu kỳ tử thì các bác có thể liên hệ qua Mỹ Linh đây. Đó, câu kỳ tử thì chúng ta có thể mua về. Và đặc biệt là Linh có thêm cả củ cải sấy khô đây của bà con ở vùng cao Nguyên Đá Hà Giang. Đó, cái này thì mọi người có thể mua về, mọi người có thể xào thịt, ngâm với nước thì nó nở ra thì mọi người có thể thái ra và bắt đầu là dùng thôi. Đó. Và cũng có cả thêm cả nụ hoa tâm thất. Thì nụ hoa tâm thất này Linh có 3 loại, đó là loại A và loại B và một loại đặc biệt. Đó, mọi người có nhu cầu thì mọi người có thể liên hệ qua Mỹ Linh để mua nụ hoa tâm thất này ủng hộ cho kênh của Thảo Mỹ Linh nhá. Mọi người có thể liên hệ qua số hotline là 0976613609. Và đặc biệt là cháu Linh có thêm mặt hàng là thịt lợn ba chỉ gác bếp mà hôm vừa rồi là bố mẹ Mỹ Linh vừa làm xong đó các bác. Thịt lợn này thì cực kỳ là ngon nhá. Mọi người có thể lấy về, mọi người có thể để ngăn mát. Thế nên là Mỹ Linh vừa hút ra túi chân không xong luôn. Đó, thịt lợn ba chỉ nhá. Gác bếp nhá. Mọi người muốn nhu cầu thì cứ gọi điện số điện thoại là 0976613609 ở trên màn hình video mà các bác hay xem. Đây là lạp sườn nhá các bác nhá.
hầm sườn này cực kỳ là ngon luôn, treo các bếp chuẩn lợn đen vùng cao Hà Giang đó. Và mọi người nhớ ủng hộ kênh của thằng Mỹ Linh nhá. Và Linh còn mặt hàng cuối cùng, đó là mặt hàng mật ong bạc hà. Đây là mật ong bạc hà, là mật chuẩn nhá các bác nhá. Cái này là Linh đã phải chọn lọc mật ong, nó màu vàng chanh nhá các bác. Đó, mật này mật chuẩn luôn các bác. Các bác có thể mua về sử dụng giúp Mỹ Linh. Đó, và cái món cuối cùng đó là món là mật ong rừng nhá các bác nhá. Mật ong rừng thì mọi người phải liên hệ qua Mỹ Linh. Đó, Linh đã đóng chai thế này rồi, toàn là mật chuẩn thôi các bác. Lấy của bà con trong bản ra, giúp bà con tiêu thụ những sản phẩm mà bà con đã sản xuất ra. Ngoài ra thì Linh có thêm những mặt hàng như là thuốc mát gan. Thuốc này thì có thể là hỗ trợ thải độc gan, hỗ trợ ăn ngon ngủ tốt. Viên gan B, viên gan C của bác Lương Y Ma Thị Thúy ở khu vực Tương Quang. Và có thêm cả thuốc dạ dày. Thuốc dạ dày này thì các bác biết là thuốc ai mà mắc những triệu chứng về dạ dày hay là táo bón, trào ngược dạ dày, hội chứng kích thích ruột đấy, thì các bác có thể là mua những thang thuốc này của Lương Y Ma Thị Thúy thì cũng đã chứa được rất là nhiều những người bệnh gặp những tình trạng về dạ dày hay là những người ảnh hưởng về gan. Thì cái thuốc mát gan này các bác có thể về sắc, có thể là hỗ trợ thải độc gan, hỗ trợ ăn ngon ngủ tốt. Những bác nào mắc triệu chứng viêm gan B, viêm gan C thì có thể mua thử những thang này về uống thì nó đạt hiệu quả rất là cao. Cứ ba thang này, ba gói này là một thang nhé các bác nhé, ba gói là một thang đó. Các bác có thể liên hệ qua Mỹ Linh để có thể đặt hàng. Còn cái thuốc dạ dày này cũng là ba gói một thang đó. Ngoài ra thì Linh có thêm cả chẩm chéo nhé các bác nhé. Các bác nào muốn mua chẩm chéo thì các bác có thể liên hệ đặt hàng của Mỹ Linh. Đây, chẩm chéo ướt đây, cực kỳ là ngon, ăn chấm thịt luộc hay là những gia vị các bác muốn là pha để chấm hay là thịt nướng đều rất là thơm nha các bác nhá. Mọi người có thể mua chẩm chéo để liên hệ qua kênh của Mỹ Linh qua số điện thoại 0387761631. Số điện thoại là 0387761631. Ở đây là những đơn thuốc mà đã được các bác đặt rồi, một lúc nữa Linh sẽ gửi đi. Đó, thuốc dạ dày, thuốc mát gan. Những bác nào có triệu chứng viêm gan B, viêm C hay là uống rượu nhiều, muốn là thải độc gan và ngủ không tốt ấy, thì có thể uống cái thuốc này. Các bác đun lên và uống thay như cái nước hàng ngày của mình. Đó, còn cái dạ dày nữa. Đó, đây là các bác uống trong vòng 15 ngày nhá. Đặc biệt là kiêng rượu bia và đồ ăn nóng nhá.